Alo. Mày đi chưa Ngất? Đi đâu? Rồi bữa nay ngày anh tỏ tình với bạn gái của anh. Mà tỏ tình thành công rồi đi Phan Thiết chơi mà nói gì vậy? Tập cổ đi. Ui. Crossing the water, breaking all the limits that I'm pushing it hard. Striking every match, light it up where it's dark. Now just ain't enough for me. All the stuff that was said has been wasted. So many times, I trust I've contained it. Light up excuses, it's all getting gated. Leaves me with a bad taste in my mouth. What are you waiting for? The journey's just begun. Bắp đâu Phương? Sáng có gọi rồi. Giờ không biết tới đâu rồi chứ. Ủa tới chưa anh Bắp ơi? Cái gì? Đừng có nô đùa nhau vậy chứ. Alo. Alo. Nó đang ở đâu? Đang qua Vũ Trí làm tóc. Giỡn hoài ta. Anh Vũ. Anh Vũ gấp em anh Vũ ơi. Em trễ lắm anh Vũ. Phải từ từ với em. Muốn đẹp là phải từ từ. Anh làm kỹ cho em rồi nha, chờ anh chút. Có gì gấp em đây, bình tĩnh. Anh Phương, anh Bắp tới chưa vậy? Sao hẹn mọi người ở đây mà đợi lâu quá chừng á? Chắc giờ này cũng sắp tới rồi đó. Ê Tuyền, làm tóc chắc xong lâu rồi hả? Gọi nó đi. Alo. Alo, tới chưa anh Bắp ơi? Gần tới rồi, anh nửa đường cái xe nó hư nè. Hả? Đừng có nô đùa với nhau như vậy chứ. Đợi xíu đi, có người sửa rồi. Khoảng tầm 15 phút nữa tới nha. Alo. Alo. Gì nữa? Xe anh Bắp hư. Giỡn hoài ta ơi. Xe em sao rồi, ráng sửa nhanh nhanh, em gấp lắm rồi anh. Ê, hỏi nghe nè. Sao anh? Nhìn tướng cũng đẹp trai lắm mà sao chạy xe gớm vậy ba? Gì anh, sao gớm anh? Xe này chó chạy chứ ai chạy. Xe ngon mà ba, biết chơi mới chạy xe này được á. Đúng rồi anh, xe ngon mà. Thôi bỏ đi ba. Xe gì đâu, đứt kia cô ro, rớt cái bu ly tùm lum tà la. Thiệt bây giờ sửa chạy không biết chứ đường nào nó rớt hư nữa nè. Anh sửa giùm em đi, kệ đi, sửa giùm em đi. Rồi, nói chung là giờ xong rồi đó. Thôi. Rồi nhưng mà chạy lên tới đâu thì tôi bảo đảm nha. Chạy đi. Ủa anh, cho em hỏi là tiền xe nhiêu anh, để em gửi luôn. Không, tôi không lấy. Lấy với trách nhiệm nè, đi mà. Cảm ơn anh nha. Xe ngon. Ê, tắt điện thoại đi. Lát nữa nó hư, nó gọi nữa đó, mệt lắm. Sorry mọi người nha. Sao tới trễ quá vậy? Anh gặp sự cố nè, xe nó hư rồi. Chưa kể là tóc tai bị rối hết sáp nữa. Thôi qua Vũ Trí là bà tóc nữa. Rồi sao không hẹn mọi người ở Phan Thiết đi cho có chỗ nghỉ, chứ tự nhiên hẹn giữa đường chi? Thật ra ngày hôm nay có chuyện rất là quan trọng. Nếu anh thành công á thì tụi mình đi chơi tiếp. Còn nếu không á thì anh đi về, đỡ tốn kém. Chuyện gì mà ngộ vậy? Thì em đồng ý làm vợ anh nha. Anh cầu hôn em mà tới trễ vậy đâu có chân thành đâu. Sao em đồng ý được?
Không có, anh rất chân thành luôn á. Tại vì anh chân thành quá nên anh phải lựa đồ đẹp nhất nè. Đó, đi chỉnh chu và mọi thứ, tóc tai phải gọn gàng để gặp vợ em ngày hôm nay là anh rất là chân thành của anh luôn đó. Ê, đồng ý đi. Lỡ ra tới đây rồi, tụi tôi không được đi Phan Thiết là buồn lắm luôn á. Ừ đúng rồi đó, tự nhiên đi ra giữa đường quay về mất hứng lắm luôn á. Bây giờ mấy đồng ý đại cũng được đó, giờ ra ngoài chơi banh xác, chơi hết tiền của ổng. Xong rồi về mình suy nghĩ lại mình không đồng ý, lấy chiếc nhẫn dục coi không có chuyện gì. Mình chơi trước rồi mình tính sau. Ha, đồng ý à? Đồng ý, 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 ra ngoài kia rồi đeo nhẫn sao? Đi thôi anh em. Đi.